có gì trong túi Doraemon nhỉ? Wow, là bóng bóng bơm hơi khổng lồ nè. Em này có một ống thổi và một quả bóng bóng màu cam. Quả bóng này nhìn lạ thật, làm sao để thổi đấy nhỉ? À đây rồi, mình thấy có một cái lỗ nhỏ trên quả bóng. Mình đâm ống thổi vô cái lỗ này, rồi bỏ ống thổi vào miệng để thổi quả bóng lên nè. Wow, quả bóng đang to lên rồi. Mình sẽ thổi quả bóng này to khổng lồ luôn. Quả bóng to hơn cái mặt mình luôn rồi. Nhưng mình sẽ tiếp tục thổi to lên hơn nữa. Cảm giác quả bóng to chỉnh hình ngay trước mặt, mình sợ nó nổ quá mấy bạn ơi. To hơn rồi nè, mình có nên thổi to hơn nữa không đây? Được, mình sẽ tiếp tục thổi to nữa. Tới khúc này là mình rén lắm rồi đấy. Thôi, thổi to như này chắc là được rồi. Mình rút ống thổi ra mà quả bóng không có xì luôn nè. Có một cái lỗ cầm bóng mình có thể xỏ vào ngón tay và đánh bóng như thế này, vui ơi là vui luôn. Hoặc mình có thể tung bóng lên cao như thế này. Hay là đánh bóng qua lại. Mình ném bóng có bạn nào chụp được không nè?